quá tốt rồi. Ôi dồi. Chào mừng các bạn đến với kênh Bóng Chuyền Miền Tây. Trước mắt các bạn là trận đấu tranh 3-4 giữa Nam Phụ Tư 1 và Tem Rap FC. Đập bóng ngoài, điểm 1-0 cho Nam Phụ Tư 1. Thủ tốt, bóng còn. Đập bóng không trong lưới, điểm 1-1. Hai đội cố lên, sung sung lên. Trời mưa, hết mưa rồi, đánh đi. Các bạn có nhu cầu đặt áo bóng chuyền Mizuno liên hệ với mình nha mọi người. Có thể comment ở dưới dòng mô tả các bạn ơi. Miễn phí in ấn với điều kiện là từ 6 bộ trở lên nha mọi người. Bỏ bóng tốt. 3-1. Bóng còn. Bóng bóng tốt. Điểm cho tôi 1, 4, 1. Xử lý bóng tốt. Điểm 5, 1. Bỏ bóng tốt. Bỏ bóng tốt. Hay hay thiệt chứ không phải phải hay giả hả? Hay thiệt chứ không hay giả. Ghế khô không ngồi ngồi ghế ướt. Mình có khô. Lưới ai? Điểm 6-2. Ây da, vẫn nghẹt ứ ra. Bỏ bóng tốt. Bỏ bóng tốt, điểm cho phút thứ 1. 7-2. Cách mở không tốt. Điểm cho phút thứ 1. 8-2. Bỏ bóng tốt, điểm 9-2. Bỏ bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm lúc ngắn 3-9. Thấp quá các bạn. Điểm Grab 4-9. Phá bóng tốt. Phá bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm Grab 5-9. Phá bóng không vào lưới. Điểm cho một tô 10-5. Đánh bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho đá 6-10.
liên tục là những pha ghi điểm nha các bạn. Wow, đập bóng tốt. Điểm 11-6. Mộ binh. Điểm 12-6. Đập bóng tốt. Đánh bóng tốt. Điểm tới được bóng ngắn xuống còn 7-12. Đáp. Bỏ ngoài. Đánh bóng ra ngoài. Điểm 8-12. Câu quá đẹp. Bỏ bóng tốt. Bỏ bóng tốt. Điểm 9-13. Bóng không qua lưới, điểm cho Photo 14-9. Kết thúc set thứ nhất, Photo thắng 15-9. Điểm 0-0. Set 2. Quá đẹp đấy. Lần thiệt bóng ngoài. Đánh bóng ngoài điểm cho nó 1-0. Ngoài tiếp nữa các bạn ơi. Đánh bóng ngoài điểm cho nó 2-0. Một trái nữa. Bóng còn. Điểm cho đáp 3-0. Rồi vô nó vừa thôi. Bóng ngoài. Bỏ bóng ngoài. Điểm 1-3. Không còn. Quá khéo. Bỏ bóng tốt. Bóng còn. Vẫn còn. Đắp. Đánh bóng tốt. Điểm cho nó 4-2. Ây da. Đập bóng tốt. Đánh bóng tốt. Điểm 3-4. Chắn bóng tốt. Chắn bóng tốt. Điểm 4-0. Đập bóng tốt. Chắn bóng tốt. Điểm cho nó 5-4.
Bộ bóng tốt, quá khéo. Bộ bóng tốt, điểm 5 điều. Cẩm sang rồi, cẩm sang rồi. Điểm trên áp 6, 5. Công an bắt à. Giết giết công an bắt à. Điểm 6 điều. Điểm 6 điều. Phá bóng ngoài. Phá bóng ra ngoài, điểm cho đáp 7, 6. Bóng còn nha mọi người. Đáp. Quá tốt quá. Đánh bóng tốt, điểm cho đáp 8, 6. Bóng bay rồi. Ngoài hiệp. Bỏ bóng ngoài. Điểm số được rút ngắn xuống còn 7, 8. Bóng còn, kịp không? Vẫn còn kịp. Bóng bằng tay. Bỏ bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho đáp 9, 7. Ây da. Bỏ bóng qua lưới, điểm cho đáp 10, 7. Hy sinh rồi. Ông bầu hy sinh rồi, ông bầu đó hy sinh rồi kìa. Đập bóng tốt. Đánh bóng tốt. Nếu nói gì thì nào quánh được thôi. Quánh nó mà không cho quánh bài á. Lỗ. Bỏ bóng tốt. Điểm số được nâng lên 12, 8. Ôi dồ. Đánh bóng tốt. Điểm số được nâng lên xuống còn 9, 12. Đập bóng tốt. Đánh bóng tốt. Để bóng vào đâu? 13, 9. Thấu vậy? Điểm tốt cho Rap. Điểm 14, 9. Hey. Đã bốn tốt. Hai đội hòa nhau, một đều. Set 3, nhanh 3-4 giữa 5 photo 1 và Grab FC. Còn nha mọi người, quá hay rồi. Rất là cố gắng rồi mọi người ơi. Bỏ lỗ. Quá hay rồi. Dịch khá. Bóng tốt rồi. Quá tốt rồi. Quá bẻ y quá đẹp.
nè, trong đây khô nè. Đáp quá hay vậy Lữ ơi, khá lớn tiếng các bạn. Ông cho chửi, ông cho chửi, tức thôi đừng có chửi. Còn bóng. Rồi chúng đầu hơn như bỏ bóng thôi lên. Còn chón, đang còn chón. Còn chón. Đáp. Quá tốt rồi. Súng rồi. Xếp 3 này súng rồi. Quá tốt rồi, quá hay rồi, còn kịp không? Vẫn kịp. Quá đẹp. Quá đẹp. Quá. Hay vậy, rất tiếc. Bóng bị tẹt rồi. Điểm cho rác 3, 4. Điểm 3, 4. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Và phối hợp rất là tốt giữa Lữ và Nguyên không ơi. Bóng không nhận lưới. Đỡ sân. Hai bên đỡ bên. Đúng rồi. Canh lên bóng ngoài nó lại vô. Bóng vô ra ngoài. Đập, quá đẹp vậy. Đập bóng vô trắng ra ngoài. Đập bóng chạm ra trắng ra ngoài. Điểm cho đá 4 6. Bắt đỏ đi qua cho qua lao. Điểm 7 4. Đạt bữa nay nó trúng mưa nó bị cúm. Quá tốt. Hai anh em chúng ta đó. Ờ. Thằng cầu ngang, thằng sóc trăng á. Bộ bóng tốt. Hai anh em khác họ, khác huyện, khác tỉnh luôn. Quá tốt rồi, cảm ơn rồi. Điểm số 1 9 6. Đến bóng tốt, điểm cho ra 7 9. Lũng xăng rồi. Chủ xăng rồi, lấy đất đắp lỗ rồi. Chuyện dai cũng sợ cao.
Đập bóng tốt. Đánh bóng tốt. Điểm 11, 7. Không còn. Thế nào đây? Quá hay, thủ tốt rồi. Bóng còn, quá hay rồi. Hai đội đều hay. Quả luôn. Đáp. Ôi vô, quá hay. Bóng bóng chạm thứ 2. Kết thúc xe đấu thứ 3. Kết thúc. Phô tô Nam Phô tô 1 thắng.